Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Trong chương trình ngày hôm nay thì Vũ Quang muốn cập nhật về thông tin của Vẹn Vàng vẫn trong một cái tư tưởng là bài chung của phó Mỹ. Thế thì không biết rằng là trong cái chuyến công du của ông Lincoln vừa qua đi tới Bắc Kinh thì không biết là anh em Vẹn Vàng đã lên một cái chương trình để phản đối ông Lincoln hay chưa? Để đả đảo về Nhà Trắng hay chưa, về cái chủ đề người ta gọi là chính quyền Mỹ đang hèn với giặc và ác với dân. Tại sao tôi lại nói về điều này? Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện của khinh khí cầu của Hoa Kỳ xâm nhập vào lãnh thổ không phận của khinh khí cầu của Trung Quốc, xâm nhập vào không phận của Hoa Kỳ đấy, và sau đó thì Hoa Kỳ đã bắn hạ ngay lập tức. Trước lúc đó, ngay cái thời điểm trước đó thì ông Lincoln cũng đã có một lịch trình để tới viếng thăm đó là Trung Quốc. Nhưng mà sau khi cái câu chuyện khinh khí cầu đấy bị bắn hạ và xác định là của Trung Quốc thì bản thân ông Lincoln đã tuyên bố là ngừng chuyến thăm sang đó là Trung Quốc. Và đương nhiên sau đó thì phía Trung Quốc cũng đưa ra một thông điệp rõ ràng là dừng thăm hay không thăm là việc của Hoa Kỳ, bản thân Trung Quốc cũng không cần thiết. Và kể từ đó cho đến thời điểm hiện tại thì chính Hoa Kỳ là người lăn lỉ, ỉ ôi, dùng bằng tất cả mọi biện pháp đe dọa, trừng phạt, rồi thì cố gắng để liên lạc. Và nhiều cuộc điện đàm, điện đàm liên lạc. Thì phía Trung Quốc đâu nghe đâu. Thì mục tiêu của Hoa Kỳ thấy rằng là rõ ràng trong câu chuyện là đe dọa, trong gậy bánh xe và hù dọa câu chuyện eo biển Đài Loan, tập trận quy mô lớn ở tại Đông Bắc Á, cũng không gây áp lực được cho Trung Quốc. Mà thậm chí Trung Quốc còn có ảnh hưởng lớn hơn nữa, mà cái sự bị phụ thuộc lại chính là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì kêu gọi thế giới, kêu gọi đồng minh chư hầu của mình là không phụ thuộc Trung Quốc, là chống lại Trung Quốc. Nhưng mà chính bản thân Hoa Kỳ lại là quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào Trung Quốc. Và trong chuyến công du của ông Lincoln vừa rồi đấy, thì chúng ta biết là tới Bắc Kinh đâu phải để bàn luận về câu chuyện của Đài Loan đâu, mà tuyên bố rõ ràng là Hoa Kỳ không ủng hộ cho việc Đài Loan độc lập. Không những vậy, trong chuyến công du này, bản thân Lincoln, đại diện là nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ, đang tới để cầu viện Bắc Kinh. Việc đầu tiên cầu viện là bình thường hóa quan hệ về vấn đề phát triển kinh tế. Để thể hiện sự thiện chí đấy, thì một loạt các công ty sản xuất chip của Hoa Kỳ, của Hàn Quốc đã được mở rộng và xây mới ở tại đó Trung Quốc. Và đó là điều mà bản thân Trung Quốc rất cần. Trung Quốc cần những cái chip công nghệ cao từ Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ thì lại cần rất nhiều các sản phẩm đến từ Trung Quốc, từ các nhà máy công nghệ cao ở tại Trung Quốc. Tức là Hoa Kỳ bị phụ thuộc Trung Quốc nhiều hơn là Trung Quốc phụ thuộc Hoa Kỳ. Bản thân Trung Quốc có một nền kinh tế là tự sản tự tiêu. Tức là bản thân Trung không có Hoa Kỳ, bản thân Trung vẫn sống khỏe. Thể hiện rõ trong giai đoạn là đóng băng Covid ấy, nội bất xuất ngoại bất nhập. Giai đoạn đó được coi là một lệnh trừng phạt nhẹ dành cho Hoa Kỳ nói riêng và phương Tây nói chung. Trong bối cảnh vừa nổ ra xung đột diễn ra ở tại Ukraine ấy, thì đó được coi là một lệnh trừng phạt nhẹ dành cho phương Tây. Nếu trong bối cảnh bây giờ mà Hoa Kỳ không sử dụng sản phẩm Trung Quốc nữa thì hàng hóa ở tại Trung Quốc sẽ tăng phi mã. Đây có phải là lời cầu viện không? Bị phụ thuộc hay không? Thì không biết rằng là bản thân những thành phần Vẹn Vàng, Đu Càng, Cali đã lên chương trình để đả đảo Nhà Trắng hay chưa? Đả đảo ông Lincoln hay chưa? Là hèn với giặc, ác với dân hay chưa? Tại sao bắt nhân dân của Hoa Kỳ phải xài hàng đó là Trung Quốc? Đã làm việc đó hay chưa? Cái việc thứ hai, bản thân Hoa Kỳ đã phải cầu viện Trung Quốc là lấy sự ảnh hưởng của mình để gây áp lực và kiềm chế Triều Tiên. Có phải bản thân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang cầu viện Trung Quốc không? Và kết quả cho thấy Hoa Kỳ đã thất bại ở tại Ukraine và tiếp tục thất bại trong chiến tranh với lại Trung Quốc. Tiếp tục thất bại ở đây đây. Vậy mà rồi Vẹn Vàng ấy, và một cái đám đeo Tây ấy, thì lại trong tư tưởng là bài chung phỏ Mỹ. Kinh không? Bài chung phỏ Mỹ. Trung Quốc là một quốc gia có 1,5 tỷ dân. Tất cả mọi quốc gia trên giới đều cần thị trường này. Và đều cần nhiều sản phẩm ở cái thị trường này. Thì thành phần Vẹn Vàng không biết học từ đâu lại đi chơi câu chuyện là đu cả, là bài chung phỏ Mỹ. Cho nên vẫn là Mỹ. Nhưng mà Mỹ Vẹn Vàng và Mỹ chính hiệu là khác nhau xa lắm anh chị ạ.
Mỹ chính hiệu của nó là vẫn rúc đầu ở Trung Quốc. Còn Mỹ vẹn vàng là nghe theo lời của bố Mỹ chúng nó, là kêu gào về việc bài trung vào Mỹ để gây rối an ninh trật tự của một số quốc gia trong khu vực. Đó là mục tiêu của nước Mỹ. Gần như là một lời kêu gọi là cả thế giới hãy từ bỏ sản phẩm của Hoa Kỳ, từ bỏ sản phẩm của Trung Quốc và hãy chống lại Trung Quốc quyết liệt. Chỉ để cho một mình Hoa Kỳ làm ăn với Trung Quốc thôi và xài hàng Trung Quốc thôi. Lời kêu gọi của Hoa Kỳ nó đang thể hiện như vậy, như thế. Và vấn đề thất bại ở tại Ukraine thì nằm ở đâu? Sau 16 tháng, tập thể phương Tây là hơn 50 quốc gia vùng lãnh thổ hỗ trợ cho Ukraine về mặt tiền bạc, tài chính đấy. Hỗ trợ về thông tin truyền thông, thông tin tình báo, thông tin vệ tinh, hỗ trợ vũ trang quân sự, đào tạo quân đội, hỗ trợ về các lệnh trừng phạt phong tỏa tài sản nhằm đè bẹp Liên bang Nga. Nhưng để rồi đến ngày hôm nay, Nga đã kiểm soát gần 20% lãnh thổ của Ukraine, tức là lên tới khoảng 100.000 cây số vuông, đấy hơn 100.000 cây số vuông. Mà đến ngày hôm nay chúng ta nhìn bản thân ông Stoltenberg kêu gào cái gì? Kho đạn dược của NATO đã cạn kiệt. EU kêu gào rằng chúng tôi không còn khả năng để đáp ứng nhu cầu đạn dược cho Ukraine nữa, không còn khả năng để đáp ứng nhu cầu nữa. Chứ còn Quốc hội Hoa Kỳ thì nói rằng chúng ta phải giảm viện trợ vũ trang cho Ukraine, mang cái giảm viện trợ đến đè lên đó là châu Âu. Cho nên tập thể phương Tây rất mạnh, rất là mạnh, nhưng nó chỉ có Hoa Kỳ mạnh thôi. Còn lại đồng minh chư hầu của Hoa Kỳ ở tại châu Âu, một cái đấm thì thiếu, một cái đá thì thừa. Đó là một thực tế mà nhìn thấy. Toàn là những thành phần gật đầu làm chư hầu, ăn theo lói leo theo Hoa Kỳ. Chứ bản thân Ba Lan, Báo Gia, Baltic, Moldova làm được cái gì? Đức làm được cái gì? Pháp làm được cái gì? Hay nhìn thấy Nga là run sợ rồi. Nhưng điều thể hiện sự thất bại hơn nữa và lột trần bản chất của phương Tây và chế độ Kiev là tuyên bố của ngài Putin khi gặp phái đoàn châu Phi ở tại Saint Petersburg. Lần đầu tiên ngài Putin đã công bố về một bản dự thảo đã được ký, như ở đây gọi người ta gọi là ký tắt, ở tại Interpol vào tháng 4 năm 2022 ấy, về một bản dự thảo hòa bình Ukraine đã chấp nhận là một quốc gia trung lập vĩnh viễn, phi quân sự hóa, phát xít hóa và tiến tới là hòa bình. Nhưng ngay sau đó thì ông Johnson, thủ tướng Anh, đã đi tới, đó là Kiev, hô hào điều gì? Là dù Kiev có ký kết thì bản thân Anh cũng không chấp nhận. Và đã đưa tới một cái thông điệp một loạt về người Nga, về ngài Putin. Và chiến sự từ đó đến giờ tiếp tục đó là giao tranh. Vậy ở đây cho thấy tập thể phương Tây đã kiên quyết chống lại Nga tới cùng, bài trừ Nga tới cùng để bảo vệ quyền lợi liên minh Anh-Mỹ. Còn chính quyền Ukraine không có lựa chọn nào khác nữa ngoài lựa chọn là trung thành làm tay sai cho tập thể phương Tây để hủy hoại chính đất nước mình và dân tộc mình. Nó là một sự lột trần. Và sự lột trần này cho thấy phương Tây đã thất bại trước kế hoạch đè bẹp Nga. Nga đã công khai về một cái bản được ký tắt, đã được ký kết ở tại Interpol giữa Nga và Ukraine. Và từ đó cho thấy bản thân Nga sở dĩ rút khỏi ngoại ô Kiev không phải là Nga thua, mà đang tôn trọng về những gì đã được ký kết ở trong cái bản thỏa thuận đó. Vậy ở đây nó đã lột trần về bản chất của Ukraine là một chủ nghĩa tay sai chưa? Rồi sự thất bại của Hoa Kỳ ở tại Ukraine là viện trợ vũ trang bao nhiêu cho Ukraine cũng không là đủ. Nhưng ông Kubera đã nói, ngoại trưởng của Ukraine đấy, đã nói điều gì? Phương Tây viện trợ cho Ukraine bao nhiêu cũng không là đủ cho đến khi Ukraine có được một chiến thắng, còn lại không bao giờ là đủ. Vậy thì bản thân Ukraine ngày hôm nay đang yêu cầu tăng cường viện trợ đến từ phương Tây để hành động theo kế hoạch của phương Tây, đáp ứng nhu cầu phương Tây. Mà để đáp ứng được thì phương Tây phải đáp ứng yêu cầu của Ukraine. Vậy là cả tập thể phương Tây viện trợ cho Ukraine vẫn thất bại trước một mình không nghe đối kháng lại trong chiến dịch quân sự đặc biệt này. Đây là một sự thất bại rất lớn
của tập thể phương Tây chứ. Rồi tiếp nữa, sau tất cả mọi hô hào chiến công cho quân đội Ukraine và đẩy lùi lực lượng Nga trên chiến trường, và hô hào trong ngày hôm 20 tháng 6 là Ukraine đã giành lại 8 ngôi làng, chiến thắng vô cùng lớn. Và trong video hàng đêm của ông Zelensky, một tổng thống online đấy, cũng có một bài phát biểu rằng là chúng ta đang tiến lên và gặp sự phản kháng ngự, sự kháng cự rất lớn đến từ Liên bang Nga, nhưng kết quả chiến thắng vẫn là Ukraine. Thể hiện ở chỗ là chúng ta đã giành lại nhiều đất đai hơn, đã giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát, còn Nga đạt được là những thất bại thảm hại. 8 ngôi làng, đúng là ngày 8 ngôi làng thật, nhưng đây là 8 ngôi làng vườn không nhà trống. Và 8 ngôi làng này đã thiêu rụi gần 10.000 binh sĩ Ukraine, đã thiêu rụi gần 200 xe tăng bọc thép của phương Tây, 200 xe tăng các loại của phương Tây, và gần 500 xe bọc thép và các loại khí tài khác của phương Tây viện trợ, bị chôn vùi ở chính 8 ngôi làng này. Và các binh sĩ Ukraine ở 8 ngôi làng này còn sống sót thì phải tuyên bố với CNN rằng chúng tôi đã giành lại được những ngôi làng này, nhưng bây giờ để xây dựng công sự và giữ được những ngôi làng này còn khó hơn việc mà vừa rồi chúng tôi đã giành lại. Đó được gọi là chiến công đấy, chiến công lực lượng vũ trang Ukraine đấy, hay nó là sự thất bại của tập thể phương Tây? Đây có vẻ một sự thảm hại không? Rồi trên mặt trận kinh tế Nga rõ ràng đang đứng vững, tinh thần của dân tộc Nga đang đoàn kết, nhưng ở tại phương Tây thì đang chia rẽ trầm trọng, giống như một bãi chiến trường đấu đá chính trị lẫn nhau. Mặt trận kinh tế thì suy thoái trầm trọng, hơn 30% nền kinh tế chung của châu Âu bay màu, đồng đô la cũng bay màu, mất tới gần 20%. Ồ, giá trị đồng đô la đang tăng mà sao lại bỏ mất? Ai bảo đồng đô la đang tăng giá trị? Nó là đang tăng lãi suất chứ không phải tăng giá trị. Giá đồng đô la tăng là do tăng lãi suất 8 lần liên tục chứ đâu phải tăng giá trị. Vàng đang tăng phi mã đấy, đô la đang trượt giá, và quá trình thúc đẩy phi đô la hóa đang lan rộng trên toàn cầu mà. Nếu như đồng đô la đang tăng giá trị thì các quốc gia phải dự trữ đồng đô la chứ. Không, đây là đang tăng lãi suất, mà tăng lãi suất dự trữ đồng đô la là chết toi ngay, toa ngay tức. Vậy là sau tất cả mọi kế hoạch của phương Tây thì Mỹ đang thất bại tại Ukraine và thất bại ở tại đó là Trung Quốc. Trong khi đó, ASEAN đang có sự kết nối với lại Liên bang Nga trong con đường thanh toán thương mại song phương là bằng đồng tiền quốc gia, bằng cổng thanh toán của Liên bang Nga. Rõ ràng là Nga đang gì ạ? Đang bình chân như vậy, bình tĩnh tự tin để giải quyết tất cả mọi vấn đề trong nước và bên ngoài, thiết lập lên một vòng tròn logistics mới, thị trường mới, tầm ảnh hưởng mới trong không gian đa cực, vì quyền lợi của mỗi một quốc gia, của mỗi dân tộc. Đó là thế thượng phong của Liên bang Nga. Chứ bản thân nếu như giọng điệu vội vàng nói ồ Nga mạnh như vậy, tại sao đánh mãi mà không thắng được Ukraine, vậy tại sao ông đặt câu hỏi ngược trở lại, tập thể phương Tây mạnh như vậy mà tại sao không đưa quân vào để mà chiến thắng Liên bang Nga trên chiến trường? Sự thật rõ ràng tập thể phương Tây biết rất rõ, không thể đánh bại Nga trên chiến trường được, không thể đánh bại một siêu cường hạt nhân được. Phương Tây thừa biết điều này, chỉ muốn sử dụng quân bài Ukraine để làm suy yếu Nga và kiểm soát EU thôi. Nhưng ai ngờ kịch bản này thành công thật, nhưng mà Nga không suy yếu. Khi Nga không suy yếu thì châu Âu cũng bị sụp đổ. Châu Âu bị sụp đổ thì Hoa Kỳ sẽ không đứng vững được. Thể hiện rõ ở chiến lược Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Hoa Kỳ còn hình ảnh không? Làm quái gì còn? Vậy vàng và cứ hô hào rằng là tập thể phương Tây vô cùng tuyệt vời, rất đoàn kết, đang hỗ trợ chính quyền Kiev một chủ nghĩa anh hùng, đang đứng lên để đấu tranh cho giá trị phương Tây, giá trị dân chủ tự do trên toàn cầu. Loanh quanh đầu đít không thấy đâu cả, mọi thứ chỉ có tồn tại ở trên online, báo chí phương Tây và tình báo của Ukraine thôi. Còn lại nó là sự thất bại. Và hãy nhớ rằng những tuyên bố thất bại
là đến từ chính Hoa Kỳ, chứ không phải đến từ Liên bang Nga hay là phần còn lại của thế giới. Các quan chức Hoa Kỳ thừa nhận cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine không đạt được bất kể một kết quả gì cả. Và chính phương Tây thừa nhận rằng 13.000 lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga đã hoàn toàn thất bại và vô hóa, thậm chí nó còn gây hại cho nền kinh tế của tập thể phương Tây. Chính phương Tây là người thừa nhận, chứ chả phải ai thừa nhận ở đây cả. Hãy luôn nhớ rằng là hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ là đồng minh chư hầu của Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine toàn diện, và đến bây giờ họ đang bị suy thoái và vẫn đang thất bại. Nhiều lần tôi phân tích chia sẻ cùng với các bạn rằng cho đến ngày hôm nay đã có một loại khí tài nào của phương Tây đưa vào trong Ukraine nó có được sự tương xứng với vũ khí của Nga chưa? Đấy, đến ngày hôm nay đấy, đến xe tăng của Nga bỗng dưng nó trở thành một cái vũ khí hủy diệt tự động đấy. Nó trở thành một trong những hỏa lực tối tân để chọc thủng phòng tuyến của đối phương đấy, mà lại từ chính cái tăng thiết giáp mà Nga thu được từ phương Tây. Điều này nó sẽ xảy ra với T-54, T-55 của Nga đấy. Trong cuộc tổng tiến công thì cái lực lượng T-54-55 của Nga sẽ là những chiếc xe tăng di động không người lái mang theo hàng tấn thuốc nổ để chọc thủng đội hình của đối phương, tiến thẳng đội hình đối phương và sau đó là kích nổ. Đấy, sự thất bại của Ukraine nằm chỗ đấy. Nhìn vào sự di chuyển và sau đó nó phát nổ, nghĩ tới T-54, T-55 là chết bỏ mẹ rồi. Hơn một năm qua, dòng vũ trang tiền bạc phương Tây vẫn đổ vào cho Ukraine. Nó như đổ vào một cái thùng không đáy. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Ví dụ như ngày hôm nay, một doanh nhân và tỷ phú người Mỹ nói về cuộc phản công này, đó là David Sachs, và được sự ủng hộ đến từ Elon Musk. Khi nhắc về cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine, giám đốc điều hành của Tesla và Twitter ấy, Elon Musk đã xác nhận một bài của nhà đầu tư và doanh nhân David Sachs lập luận rằng là nỗ lực quân sự của Ukraine chống lại Nga đang chứng lại. Sachs đã đăng một bài viết trên Twitter tuyên bố rõ ràng là cuộc phản công của Ukraine không đạt được bất kỳ mục tiêu nào đã nêu ban đầu. Ông nói thêm rằng việc Washington đặt cược rằng là Kiev có thể đẩy lùi các lợi ích lãnh thổ của Nga, cắt cầu nối đất liền với lại Crimea và khiến nước này tham gia vào cuộc phản công đã không được đền đáp. Ngược lại, có nhiều khả năng xảy ra bế tắc hoặc thậm chí là Nga sẽ chiếm nhiều lãnh thổ hơn và giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu hiện tại. Ông tiếp tục so sánh tình hình ở Ukraine với chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan, kết thúc bằng sự rút lui hỗn loạn của quân đội Hoa Kỳ vào năm 2020. Cân nhắc lại rằng công chúng Mỹ đã yêu cầu trong hai thập kỷ rằng chúng tôi đã chiến thắng Afghanistan, và Sachs đã viết, nói thêm rằng một niềm tin rằng quân đội địa phương đang đứng lên chống lại Taliban đã sụp đổ ở trong vài tuần. Thật không may, có vẻ như chúng ta đang hướng đến một kết quả tương tự ở Ukraine. Câu hỏi duy nhất là khi nào và bao lâu thì Biden sẽ có thể duy trì một cuộc chiến tranh ủy nhiệm mà lẽ ra có thể dễ dàng tránh được nó, ông tuyên bố. Và người Mỹ cũng như là tập thể phương Tây, người dân phương Tây đang được nghe tuyên truyền về một chiến thắng Ukraine như đã được nghe tuyên truyền về một chiến thắng ở tại Afghanistan hay là ở tại Iraq. Elon Musk dường như đồng ý với quan điểm của Jack về Ukraine, viết trên Twitter, nói hay đấy. Trong khi đó thì Schroeder chỉ ra rằng là bằng chứng mới cho thấy một câu và Kiev có thể đạt được thỏa thuận ngay từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào năm ngoái, để đề cập đến một dự thảo hiệp ước về sự trung lập và đảm bảo an ninh cho Ukraine do Tổng thống Nga Putin đưa ra vào hồi đầu tuần. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về vấn đề này đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022 sau khi Ukraine cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh, một cáo buộc mà Moscow đã kịch liệt bác bỏ. Theo Moscow thì những hành động tàn bạo bị cáo buộc đã bị phát hiện sau khi quân đội Nga rút khỏi các khu vực xung quanh Kiev trong một số khu định cư. Đây gọi là cử chỉ thiện chí của Nga rút quân sau cái bản ký thỏa thuận đấy. Nhưng mà chính Ukraine
đã nghe theo Liên minh Anh Mỹ và hủy bỏ cái thỏa thuận đấy và bước vào một giai đoạn nguy hiểm hơn là ký sắc lệnh thành một đạo luật không thỏa không đàm luận với lại ngài Putin nữa. Quân đội của Kiev đã phát động cuộc tấn công được mong đợi từ lâu vào đầu tháng 6, nhưng các cuộc tấn công của họ đã không giành được bất kỳ cơ sở nào. Theo Bộ Quốc phòng Nga thì tuần trước ước tính tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine là gần 10.000 quân. Không biết là vẹn vang nói gì về thông tin này. Chắc cũng đau buồn lắm nhưng không dám bình luận. Còn thông tin được vẹn vàng thôi rồi Lượm ơi. Mọi chiến công, mọi thành công đều dành cho Ukraine hết. Mọi sự thất bại và tổn thất nặng nề đều dành cho Liên bang Nga. Chiếm lại 100 cây số vuông so với hơn 100.000 cây số vuông được coi là to tác và là sự thành công tuyệt vời của lực lượng vũ trang Ukraine trong thời gian vừa qua. Còn cựu binh Hoa Kỳ nêu tên các thành phố mà Nga có thể giải phóng sau khi thất bại của Ukraine. Sau thất bại trong cuộc phản công của Ukraine, quân đội Nga có thể giải phóng Kharkov, Odessa. Trung tá lục quân Hoa Kỳ nghỉ hưu David tin tưởng về việc này. Sau khi lực lượng tấn công Ukraine bị tiêu diệt, người Nga sẽ tiến hành cuộc phản công và Ukraine sẽ không có gì để ngăn cản. Trong trường hợp này, họ có thể mất Kharkov hoặc Odessa theo đúng nghĩa đen và trong trường hợp xấu nhất, mất cả hai thành phố. Về việc này, Vũ Quang cũng đã bình luận. Và Odessa sẽ chỉ mất khi hành lang ngũ cốc được đóng băng và thỏa thuận ngũ cốc hiện tại khó có thể gia hạn được tiếp. Khi mà tập thể phương Tây không thực hiện thỏa thuận này theo đúng cái thỏa thuận mà bốn bên được ký, đó là giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc ở tại Istanbul đấy. Trên kênh YouTube, ông lưu ý việc huấn luyện chiến đấu của phương Tây không giúp quân đội Ukraine tổ chức cuộc phản công thành công khi họ tiếp tục lặp lại những sai lầm dẫn đến tổn thất nặng nề. Đó chính là sai lầm mặt trận miền Đông đấy. Rõ ràng nó là tọa độ chết. Rõ ràng là Ukraine không thể giữ được Bakhmut với những hàm màu xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn NATO. Vậy thì bây giờ tiếp tục dồn quân ở đây thì nó chính là con đường tự sát chứ không có đường thành công. Thế thì trước cái cuộc phản công hiện tại thì bản thân Ukraine lại hô hào rằng Ukraine chuẩn bị giáng một đòn rất lớn, cú đấm thép vào lực lượng vũ trang Ukraine. Đây gọi là sự hô hào của lực lượng vũ trang Ukraine trong một cuộc phản công sắp tới. Chỉ có Ukraine thì mới hô hào ở trên online về những kế hoạch chuẩn bị phản công và lực lượng vũ trang Ukraine mà thôi. Trần đời trên thế giới là chưa bao giờ có kiểu phản công mà lại không giữ bí mật. Và trong tất cả kế hoạch phản công thì Ukraine đe dọa phản công tấn công vào lãnh thổ Crimea bằng tên lửa dẫn đường tầm xa của Anh. Và phía Ukraine, phía Liên bang Nga cũng đáp trả bằng một tuyên bố gay gắt. Nếu trường hợp này xảy ra, Nga sẽ tấn công phủ đầu vào trung tâm đầu não, ra mệnh lệnh ở tại thủ đô Kiev. Trung tâm đầu não. Còn Điện Kremlin tuyên bố là ông Putin sẵn sàng tiếp xúc về tình hình ở Ukraine. Ngài Putin sẵn sàng làm điều này càng minh chứng rằng chính nghĩa đang dành cho ông Putin. Và sự thất bại đang dành cho tập thể phương Tây. Tổng thống Nga Putin sẵn sàng đối thoại và tiếp xúc về chủ đề Ukraine nhưng lập trường hiện tại của Kiev không cung cấp cơ sở ổn định cho các cuộc đàm phán, ông Peskov, thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga, chia sẻ điều này với Đại sứ Blik. Ông Putin sẵn sàng đối thoại này, ông ấy sẵn sàng tiếp xúc, một cuộc trò chuyện rất hiệu quả diễn ra vào thứ Bảy với phái đoàn châu Phi và cuộc đối thoại này sẽ còn tiếp tục. Ông nói khi trả lời câu hỏi liệu Nga sẵn sàng nói chuyện với ai, sau đó Kiev từ chối các thỏa thuận được ký kết ở Istanbul. Mặt khác, của vấn đề, thì ông Peskov nói là tác động tiềm ẩn của một cuộc nói chuyện như vậy, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết. Trong bối cảnh quan điểm của chế độ Ukraine và tiền sử của nó, hầu như khó có thể nói về ít nhất là một số cơ sở ổn định cho các cuộc đàm phán như vậy. Còn Tổng thư ký Stoltenberg kêu gọi là các nước thành viên đầu tư nhiều hơn vào hệ thống phòng không tập thể. Mất bò mới mò là lo làm chuồng. Ngày hôm nay tập thể phương Tây đã bị hở lỗ hỏng hoàn toàn là không có lá chắn phòng thủ. Nga hoàn toàn có thể giáng một đòn phủ đầu vào châu Âu, vào NATO mà không có bất kể vũ khí nào đỡ được. Tổng thư ký NATO Stoltenberg kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào các hệ thống phòng không tập thể. Lưu ý được cuộc xung đột Ukraine cho thấy tầm quan trọng của việc phòng thủ. Thế thì bản chất của Bắc Đại Tây Dương là hệ thống phòng thủ mà.
mà tại sao đến bây giờ lại không có? Điều rất quan trọng đối với các nước NATO là đầu tư vào các phương tiện khác nhau, nhưng đồng thời cũng cần đảm bảo sự tương ứng. Chúng ta cần phải đầu tư vào hệ thống phòng không tập thể. Mọi sự nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga đã thất bại. Trong khi đó, phương Tây đang phải tăng cường viện trợ. Thì ngày hôm nay Bộ Công an là tuyên bố đã phá hủy 8 kho đạn dược Ukraine trong một ngày. Mức độ phá hủy như này thì tôi hỏi quý vị, anh chị, các bạn, Ukraine đỡ làm sao nổi? Quân đội Nga đã hủy 8 kho đạn dược Ukraine trong ngày, theo đại diện chính thức Bộ Phòng Nga Kolachikov chia sẻ. Theo ông thì các lực lượng tác chiến chiến thuật, không quân, tên lửa, pháo binh của các nhóm quân Nga đánh thiệt hại 98 khẩu đội pháo binh của địch ở các vị trí bắn, nhân lực và thiết bị quân sự ở 112 quận. Quân đội Nga đã đẩy lùi thành công 10 cuộc tấn công của quân đội Nga theo hướng Donetsk trong ngày. Sự tổn thất là rất lớn ở trên chiến trường. Còn ông Borrell thì EU thừa nhận rằng EU thiếu nguồn lực cung cấp cần thiết để sản xuất đạn dược cho chế độ Kiev. Đây có phải là những kết quả thể hiện sự thất bại toàn diện của tập thể phương Tây không? Hoa Kỳ đã thất bại ở tại Ukraine và tiếp tục thất bại ở tại Trung Quốc. Đang phải cầu viện Trung Quốc, đang phải cần Trung Quốc hỗ trợ. Không thì bản thân Hoa Kỳ tụt quần không kịp để về bên kia Đại Tây Dương. Vẹn vàng thì cũng chuẩn bị đi mà đả đảo chính quyền Nhà Trắng ấy. Chứ không thể nào sử dụng những chiêu trò là hèn với giặc ác với dân như vậy được. Và đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những kẻ me Tây trong tư tưởng bài trung phò Mỹ. Những kẻ ngu đần thì mới trong cái tư tưởng như vậy. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ với đôi lời bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.